Ai? Đi chơi với tao không? Thôi tao không đi chơi đâu. Tao còn phải ôn thi đại học. Đại học? Mày cười cái gì? Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Và đi chơi cũng không phải con đường duy nhất dẫn đến thất bại. Để thất bại còn nhiều lý do lắm. Đi chơi một tí ảnh hưởng gì? Thôi tao không đi đâu. Thôi, dẹp hết. Không cần ôn thi gì cả. Tao sẽ bày cho mày một cách chắc chắn sẽ đỗ đại học. Cách gì thế? Thế mày định thi trường nào? Tao định thi ngoại thương hoặc bách khoa gì đấy. Ngoại thương? Với trình độ học vấn của mày, thi mầm non chắc gì đã đỗ. Để chắc chắn đỗ đại học, việc đầu tiên chúng ta sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào thẳng đại học Harvard. Harvard? Phải. Vì kiểu gì mày cũng trượt. Trượt đại học Harvard nghe có oai hơn không? Nó thuộc một đẳng cấp khác đấy. Nghe cũng có lý đấy. Thế còn nguyện vọng 2 thì sao? Cái đấy tao không quan tâm. Mày đăng ký trường nào cũng được. Nhưng từ nguyện vọng 3 cho đến nguyện vọng 10 mới là những nguyện vọng quan trọng. Bởi vì đấy mới là những trường mà mày có thể đỗ. Mày cứ đăng ký trường nào mà người ta xét hạnh kiểm cho tao. Xét hạnh kiểm sao? Trước khi làm ông này bà nọ thì phải làm một người tốt trước đã. Giống như tao đây này. Tiếp theo là các cách để có được một điểm số tốt. Mày nói tao nghe đi. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi cho đến lúc đi thi, hôm nào mày cũng phải thắp hương. Tuyệt đối không được động vào lô đề, cờ bạc và tránh xa mọi hoạt động mang tính may rủi như tỏ tình hay thả tim vào story của gái. Để làm gì? Để dồn tất cả may mắn vào một hôm. Thứ hai là mày lúc thi trắc nghiệm hãy chọn ra 3 đáp án mà mày thấy là đúng nhất, rồi gạch hết đi cho tao và chọn đáp án còn lại. Tại sao lại thế? Vì cái đầu ngu si của mày sẽ chọn ra những đáp án sai. Và đáp án còn sót lại cuối cùng sẽ là đáp án chính xác. Mày đừng có khinh người như vậy. Ấy, đấy là tao còn tôn trọng mày đấy. Nhưng còn môn văn thì sao? Tất cả các đề văn mày phải viết mở bài như sau: kính thưa thầy cô, tất cả những bài học, những ý nghĩa về tác phẩm đều đã được học trên ghế nhà trường, nên em nhắc lại sẽ là vô nghĩa. Hôm nay em xin được phép trình bày quan điểm riêng của mình về tác phẩm như sau. Còn thân bài mày cứ viết theo cảm nghĩ của mày, thế nào cũng được. Nhưng nhớ, kết bài lại phải viết y xì như sau: những quan điểm trên được em viết ra đều là nhờ công ơn giáo dục chỉ bảo của các thầy và cô. Ơn nghĩa ấy như trời cao như biển rộng. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn và cảm ơn. Mày viết thế, người chấm bài sẽ mùi lòng và cho mày điểm cao. Nhưng viết lạc đề dễ bị điểm liệt lắm. Liệt môn nào? Tao cho mày oánh liệt chân tao môn đấy. Thôi, học làm gì? Nghe tao. Đi chơi nhá. Đại học thì học tận 4 năm. Nhưng tuổi trẻ thì chỉ có hai mấy năm trời. Mày phải biết làm toán chứ. Đi nhá. Ê, ê, điểm thế nào rồi? Cảm ơn mày đã cho tao một bài học về niềm tin. Thế điểm có cao không? Điểm liệt đều cả 3 môn. Hả? Có gì đâu mà phải bất ngờ. Nào, giữ thẳng chân ra nào. Chuẩn bị thực hiện lời hứa nhé. Ừ không, mày liệt tận 3 môn mà tao chỉ có 2 chân thôi. Sao chả đủ cho mày? Anh em mình thằng nào chả có 3 chân.